Đức Phật gọi các tỳ kheo đến và thuyết giảng rằng: Này các tỳ kheo, ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo, hãy ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Đây không phải là bài kinh đầu tiên Đức Phật kêu gọi các vị tỳ kheo từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Và đây là trong ngay trong kinh Trung Bộ này đã có nhiều bài kinh rồi, Đức Phật đã nói như thế rồi. Có bài kinh thì Đức Phật nói ta ăn ngồi chỉ một lần, do ăn ngồi chỉ một lần ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Có những cái bài thì các vị tỳ kheo sau khi được Đức Phật khuyên hãy từ bỏ ăn phi thời thì đều có những vị tỳ kheo hoan hỉ, thọ chỉ chấp nhận từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ ăn ban đêm. Nhưng có những vị tỳ kheo thì cảm thấy sầu khổ bất mãn vì cái thói quen ăn phi thời khó mà từ bỏ được. Cái trong tất cả những cái học giới, những cái giới luật mà Đức Phật ban ra thì không có cái giới nào mà các vị tỳ kheo dám chống lại, nhưng chỉ trừ một cái giới duy nhất, đó là giới không ăn phi thời này, là rất nhiều vị tỳ kheo là vẫn chưa từ bỏ được cái thói quen ăn phi thời, ăn ban đêm. Cho nên là Đức Phật phải nhiều lần kêu gọi, nhiều lần sách tấn, nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần quy định cái học giới là hãy từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời đi. Thì vì cái việc ăn ban đêm, ăn phi thời ấy nó tạo ra một cái hệ lụy, nó tạo ra những cái sự bận rộn, nó tạo ra nhiều cái trói buộc, nó tạo ra nhiều cái nỗi phiền toái, tạo ra nhiều cái chướng ngại cho cái con đường tu tâm, cho con đường học đạo này. Vì vậy nên là dù có rất nhiều người không hoan hỉ thì Đức Phật vẫn cương quyết chỉ dạy hãy từ bỏ ăn phi thời, hãy từ bỏ ăn ban đêm. Khi được Đức Phật nói như vậy, thuyết giảng như vậy thì hội chúng tỳ kheo ở đấy đều thưa vâng bạch Thế Tôn, và các vị ấy hoan hỉ chấp nhận những cái học giới này, chấp nhận cái điều giáo giới, cái điều khuyên răn, cái sự thuyết giảng, cái sự chỉ dạy từ chính Đức Phật. Và lúc ấy các vị tỳ kheo này đã đi đến chỗ có hai vị tỳ kheo, có hai vị tỳ kheo lúc đấy không có ở trong hội chúng này, an trú ở một nơi khác. Và các vị tỳ kheo ấy đã đi đến hai vị tỳ kheo ấy là tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Pūnapāsukā, hai vị tỳ kheo an trú ở một cái địa phương ở gần đấy. Và các tỳ kheo nói với hai tỳ kheo rằng: Này tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Pūnapāsukā rằng: Chư hiền, Thế Tôn dạy rằng ngài ăn từ bỏ ăn ban đêm, do từ bỏ ăn ban đêm cho nên ngài cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Và đại chúng tỳ kheo cũng đã từ bỏ ăn ban đêm. Và chư hiền hãy đến và từ bỏ ăn ban đêm. Và các vị tỳ kheo khuyên hai vị này như vậy: Hãy từ bỏ ăn ban đêm, rồi các hiền giả sẽ được ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Và khi được nói như vậy thì hai vị tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Pūnapāsukā đã không hoan hỉ, nói rằng: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, chúng tôi ăn sáng, ăn ban ngày, ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày, ăn phi thời, chúng tôi cũng cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú vậy. Và chúng tôi tại sao lại phải bỏ hiện tại và chạy theo tương lai? Và hai vị này là không có chấp nhận cái điều khuyên răn của các vị tỳ kheo. Và cái lời dạy này là đến từ Đức Phật. Sau khi các tỳ kheo đã nói nhiều lần như vậy, nhưng hai vị tỳ kheo này vẫn cương quyết không chấp nhận cái học giới này, không chấp nhận cái lời dạy này, và vẫn sống theo thói quen của mình, đó là vẫn ăn phi thời, ăn tức là ăn vào buổi chiều, buổi tối vậy, chứ không chịu bỏ cái giới ăn phi thời ấy. Và lúc đấy các vị tỳ kheo đã đi đến bạch với Đức Thế Tôn về hai vị tỳ kheo khó dạy này, khó nói,
không chịu chấp nhận cái điều răn, cái học giới mà Đức Thế Tôn ban ra này. Thì lúc ấy Đức Phật rằng hãy nhân danh ta gọi hai vị tỳ kheo ấy đến đây. Và các vị tỳ kheo gọi hai vị tỳ kheo đến thì Đức Phật mới hỏi hai vị tỳ kheo có đúng như thế không? Này Asaji và Punapasukka, các tỳ kheo đến nói với các ông là hãy từ bỏ ăn phi thời, sẽ được ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và ăn chú. Và các ông chống lại, các ông đã không chịu chấp hành cái học giới này chăng? Thì hai vị tỳ kheo thừa nhận, thưa vâng bạch Thế Tôn, đúng vậy bạch Thế Tôn. Và khi nói như vậy thì Đức Phật đoạn này, các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy, một cá nhân cảm thọ bất cứ cảm giác nào, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, đối với người ấy các pháp bất thiện được đoạn diệt và các pháp thiện được tăng trưởng chăng? Đấy, bởi vì với cái ăn đấy nó là một cái cảm thọ ăn ở đây, và khi ăn thì người ta có những cái cảm thọ là cảm thấy nó là một cái, một trong những cái ngũ dục ở thế gian, nó là dục nạc. Có năm cái loại ngũ dục, đó là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Thì thức ăn nó là một cái loại vị, vị dục, đây nó cũng là một cái ngũ dục. Và trong giáo pháp của Đức Phật thì luôn luôn dạy hướng đến sự ni dục, phải làm sao để mình không bị những cái dục lạc, những cái ngũ dục này nó trói buộc, những cái dục lạc này nó sai khiến, không làm nô lệ cho dục, phải xa lìa, phải đoạn trừ được các dục. Đoạn trừ được các dục thì phải tránh những cái cám dỗ của các dục, phải đè nén được những cái sự tham ái đối với các dục, đoạn trừ được cái sự mong cầu hưởng thụ các dục này. Thì cái người mà muốn ăn nhiều bữa, muốn ăn nhiều thứ, đấy là cái người đang bị chạy theo cái sự tham hưởng thụ ngũ dục, ăn, chứ không phải là cái cơ thể của mình nó bắt buộc phải ăn như thế. Nó chỉ ăn một ngày một bữa là nó đủ sống rồi, hai bữa là nó đủ sống rồi, ăn vào buổi sáng là nó cũng đủ sống, nhưng mà là nó đủ cái sức lực để tu tập trong cái ngày hôm đấy, chứ không nhất thiết là nó phải ăn nai rai suốt ngày suốt đêm. Nhất thiết nó phải ăn chiều, ăn tối, ăn phi thời, nhưng mà vì cái ăn đấy nó có cái sự khoái lạc, nó có cái sự khoái khẩu, và nó có cái sự ưa thích, nó có cái sự cảm thọ, những cái lạc thọ ở trong đấy, cho nên đó là dục lạc. Và Đức Phật nói rằng có bao giờ pháp của ta dạy là hãy hưởng thụ, hãy cảm thọ một cái lạc nào đấy mà làm cho các bất thiện pháp được đoạn diệt và làm cho thiện pháp được tăng trưởng không? Có bao giờ mình hưởng thụ những cái lạc ấy làm cho những cái nỗi, những cái tâm bất thiện được đoạn trừ không? Có bao giờ Đức Phật dạy là hãy ăn cái món này, ăn món này thì tham sẽ đoạn trừ, ăn món này thì sân sẽ đoạn trừ, ăn món này si sẽ đoạn trừ, ăn bằng này bữa thì sẽ được hạnh phúc, an vui, thoát khổ đau. Có bao giờ pháp Đức Phật dạy như thế không? Chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện hãy hưởng thụ cái món ăn ấy mà đi đến sự thanh tịnh, hãy ăn những cái thời ấy, bữa ấy là đi đến sự thanh tịnh cả, mà chỉ có chế ngự những cái sự hưởng thụ ấy, giảm bớt những cái sự hưởng thụ ấy, đoạn trừ những cái hưởng thụ ấy thì mới đi đến đoạn trừ được những ô, mới đi đến cái sự thanh tịnh được cái nội tâm. Thì đấy là pháp Đức Phật dạy như vậy. Rồi Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, ông có hiểu pháp ta dạy? Ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, bất thiện pháp được đoạn diệt. Ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được đoạn diệt và các thiện pháp được tăng trưởng. Ở đây đối với người khổ thọ, cảm thọ cái khổ thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp đoạn diệt. Hay với một người cảm thọ khổ thọ như vậy, bất thiện pháp bị đoạn trừ, thiện pháp tăng trưởng. Ở đây đối với người cảm thọ bất khổ bất lạc như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp đoạn diệt. Hay ở đây đối với người cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được đoạn diệt,
các thiện pháp được tăng trưởng. Nghe này lơ mơ, nói về cái, những cái cảm thọ. Thì khi mà một cái người có thể người đó nghĩ là ăn nó có cái nạc trong cái lúc ăn, cũng có khi ăn vì cái ăn đấy mà có những cái khổ thọ trong cái ăn. Cũng có khi người đó nói là tôi ăn nhưng tôi không khổ cũng không nạc, tôi thản nhiên với cái ăn. Cũng có người thì tôi ăn nhưng mà tôi cảm thọ được cái sự hỷ nạc. Cũng có người nói là tôi ăn nhưng mà ăn trong đau khổ. Nhưng mà cũng có người thì nói rằng tôi không ăn và tôi có cái nạc của cái không ăn. Tôi không ăn, tôi có cái khổ của cái không ăn. Tôi không ăn, tôi có cái bất khổ bất nạc. Tôi cũng có cái không khổ không nạc của cái không ăn. Vậy thì nó có hai mặt đối nghịch nhau như vậy. Có người ăn mà nạc, có người không ăn mà nạc. Có người ăn mà khổ, có người không ăn mà khổ. Có người không ăn mà không khổ không nạc. Và ăn mà cũng có cái không khổ không nạc. Nhưng có cái nạc nó làm cho những cái ô nhiễm tăng lên, những cái khổ nó tăng lên, những cái bất thiện nó tăng lên và những cái thiện nó dồn, nó giảm tổn. Có cái khổ cũng có cái nạc, nó làm cho cái bất thiện được đoạn trừ và nó làm cho cái thiện tăng trưởng. Thế thì hai cái, trong hai cái đấy, trong hai cái nạc, một cái nạc của cái ăn và cái nạc của cái không ăn, thì cái nạc của cái ăn, ăn nhiều, ăn tham, tham đắm vào ăn, nó cũng có nạc, ăn những cái món ngon, nó cũng ăn no rồi nó ngủ, nhưng đó là dục nạc. Và cái dục nạc này nó chỉ làm tăng trưởng tham ái, nó làm tăng trưởng cái tà kiến si mê, nó làm tăng trưởng cấu uế phiền não, nó làm tăng trưởng cái trói buộc trong luân hồi tái sinh. Vì ấy càng ăn thì lại càng tham ái vào cái ăn. Vậy nên khi mà vì ấy đã trở thành một cái thói quen là ăn phi thời, ăn buổi chiều, buổi tối rồi, rồi vì ấy mà có muốn tham gia những cái môi trường tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát, vì ấy biết rằng ở môi trường ấy tu tập có cái môi trường tu tập tốt, nhưng chỉ mỗi một cái điều bất lợi, nó là không được ăn tối. Và vị ấy, chỉ vì cái chướng ngại ấy, vị đấy đã không dám đi đến môi trường đấy để tu tập nữa. Vị ấy biết rằng vì đến đấy sẽ phải chịu cái đói bụng ban đêm, cho nên vị ấy đã không thể vượt qua được cái ăn này. Thì đấy là ăn, cái ăn đấy dù nó có nạc ở cái hiện tại, nhưng mà cái nạc đấy nó chỉ làm cho những cái tham ái phiền não nó tăng trưởng lên thôi, nó không có đoạn trừ được những cái bất thiện, mà nó chỉ làm tăng trưởng cái bất thiện, nó đoạn trừ đi những cái tâm thiện, nó đoạn trừ đi cái giác ngộ giải thoát, nó đoạn trừ đi cái sự ni dục ni tham. Cũng như vậy, với một cái người không ăn thì vị ấy không ăn chiều, không ăn tối, không ăn phi thời, vị ấy sẽ có cái nạc, đó là cái nạc ni dục, khinh an, ta cảm thấy ít bệnh, không ăn cho nên là đỡ ít phải đi vệ sinh. Đấy cũng là một cái nạc, đỡ phải nó không tức bụng và không phải đi làm nụng các cái việc, để vì một cái ăn nó rất là cực thân, phải đi cày, đi cấy, phải đập sảy, xay giã, vo gúc, xôi nấu, làm đủ mọi việc này kia. Cho nên là người không ăn, người ta tránh được cái khổ đau ấy. Cho nên người ta có cái nạc của cái ăn ấy, nó là cái nạc ni tham. Từ cái nạc ấy, nó làm cho những cái tham ái đoạn trừ, cái nạc ấy nó làm cho ô nhiễm đoạn trừ, phiền não đoạn trừ, cái nạc ấy nó làm cho những cái tâm thiện, những cái pháp thiện tăng trưởng lên. Vì vậy nên là Đức Phật mới nói cái nạc nào mà nó làm cho những cái thiện pháp tăng lên, cái bất thiện giảm đi thì hãy thọ chỉ cái nạc ấy. Còn cái nạc nào mà nó làm cho cái thiện pháp đoạn trừ mà cái bất thiện nó tăng lên thì đừng có hưởng thụ cái nạc ấy. Nên nó có hai cái nạc. Nhưng mà ăn nó cũng có khổ, mà không ăn nó cũng có cái khổ. Ăn nó có cái khổ của ăn, ăn rồi đâu có phải là dễ dàng, ăn rồi phải cực thân đi làm nụng thức ăn đấy. Ăn trước khi ăn cũng khổ, phải đi kiếm ăn, phải đi tạo ra cái thức ăn đấy, chứ dễ gì mà thức ăn nó đâu, nó có tự biến hiện nó cho mà ăn đâu. Đi xin ăn cũng nhục, mà tự làm đã ăn thì
cực, mất thời gian, ăn xong rồi lại ôm cái bụng nó nặng nề, rồi lại phải mất rất nhiều cái thời gian vào cái việc ăn uống đấy. Vậy thì đấy là cái khổ của cái ăn, mà không ăn nó cũng có cái khổ. Nhất là cái người mà chưa quen, không ăn thì có thể nó sẽ đói. Nhất là cái người mà mới tập từ bỏ ăn phi thời thì nó sẽ có cái sự thèm ăn, nó có cái sự mong muốn được ăn, và nó có cái sự đói khục của cái không ăn đó. Và cái người mà không ăn thì nó cũng có cái khổ của không ăn, nhưng mà cái khổ của cái ăn nó là cái khổ là nhân sinh, nó khổ là cái khổ của cái người mà đi kiếm ăn đấy, là cái khổ hạ nhiệt, là cái khổ thấp kém, là cái khổ làm tăng trưởng những bất thiện pháp và làm đoạn trừ đi những thiện pháp. Bởi vì cái khổ đi kiếm ăn ấy là mất hết cái thời gian để tu tâm, để học đạo. Còn cái khổ của cái người không ăn thì nó là đang đối trị lại với những cái tham dục, đang đối trị lại với những phiền não. Nó khổ một chút, nhưng mà cái khổ đấy là cao thượng, cái khổ đấy là cao quý. Thì vậy nên là trong hai cái khổ ấy thì Đức Phật mới dạy rằng dù là cái khổ thọ ấy nhưng nó làm cho thiện pháp tăng trưởng thì cũng nên thọ chỉ. Còn cái khổ mà nó làm cho bất thiện pháp tăng trưởng thì nên tránh xa. Rồi cũng có người nói là tôi ăn tôi cũng chẳng có khổ mà cũng chẳng có vui, thản nhiên. Mà tôi nhịn tôi cũng chẳng khổ chẳng vui, nó cũng là bất khổ bất lạc. Vậy chọn cái gì? Vậy thì cái bất khổ bất lạc của cái ăn ấy nó vẫn làm tăng trưởng nên cái si mê, nó vẫn làm tăng trưởng nên tham ái. Còn cái bất khổ bất lạc của cái người không ăn, nó là đoạn diệt tham ái, nó vẫn là cao thượng hơn. Vì vậy cho nên xét ở bất cứ cái mặt nào thì cái việc từ bỏ ăn phi thời, không ăn phi thời vẫn là cao thượng, vẫn là thù thắng, vẫn là tốt đẹp, vẫn là cái lợi lạc lợi ích đối với người đang tu đạo, sẽ làm cho người đấy tiến bộ, tiến triển trên cái con đường tu đạo. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ, rằng ở đây với một người khi cảm thọ nạc thọ như vậy, cảm thọ các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp được đoạn diệt, có thể chăng này các tỳ kheo, ta không biết như vậy, ta không thấy như vậy, ta lại nói hãy từ bỏ nạc thọ như vậy và như vậy, này các tỳ kheo, có xứng đáng đối với ta không? Đấy là Đức Phật nói là nếu như ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ, thì Đức Phật đã từng trải qua những cái sự tu tập như vậy rồi, đã từng quan sát, từng trải nghiệm và đã giác ngộ ra một cái sự thật như vậy rồi, cho nên Ngài mới dạy như vậy. Ngài dạy như vậy không phải là theo cái cảm hứng của mình, không phải là theo cái cảm tính của mình, không phải là theo cái chủ quan của mình, không phải là theo cái tư tưởng của mình, không phải là vì muốn người khác tuân thủ theo cái ý thích của mình, mà thực sự là bằng cái trí tuệ giác ngộ, bằng cái thấy, cái biết, cái giác, cái chứng, cái liễu chi, cái liễu giải, bằng cái trí tuệ chánh đẳng giác của mình. Cho nên Ngài mới nói như thế. Chứ nếu như cái việc ăn chiều, ăn phi thời ấy nó không chướng ngại đối với đạo pháp thì Đức Phật có ngăn cấm không? Nếu như Đức Phật ngăn cấm một cái mà nó không có mục đích, nó không có cái nó không có lợi lạc gì cả thì ngăn cấm làm gì, thì khuyên bảo mọi người từ bỏ làm gì? Nếu Đức Phật mà khuyên bảo mọi người làm một việc nó vô căn cứ như vậy thì có xứng đáng là một bậc chánh đẳng giác hay không? Lời nói của một vị Phật
chánh đẳng giác, nói ra cái gì nó cũng phải có nguyên cớ, nó cũng phải có nhân duyên, nó cũng phải có mục đích, nó vì cái sự lợi lạc, vì cái sự lợi ích cho các đệ tử, chứ không phải nói ra một cái điều mà nó có vô ích, một cái điều vô bổ, một cái điều vô nghĩa, mà thực sự đó là một cái sự thật, đó là một cái điều chân chánh, đáng để học hỏi, đáng để noi theo. Nên là Đức Phật mới khuyên như vậy. Này các tỳ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta chứng, ta liễu giải với chánh trí tuệ ở đây, với một người khi cảm thọ, lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp đoạn diệt. Do vậy ta mới nói hãy từ bỏ cái lạc như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng ở đây khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp đoạn diệt, các thiện pháp tăng trưởng, có thể chăng này các tỳ kheo, ta không biết như vậy, ta lại nói hãy chứng và chú lạc thọ như vậy, và như vậy này các tỳ kheo có xứng với ta không? Đức Phật nói đi nói lại, nói bằng hết tất cả những cái tâm tư của mình, hết tất cả cái tâm can của mình, là vì thực sự là cái điều ấy là cái điều có cái sự chướng ngại, và Đức Phật nói ra như vậy là bằng tất cả cái lòng từ bi và cái trí tuệ của mình, là bằng cái thấy biết của mình, chứ không phải là cái điều đấy nói ra một cách vu vơ. Như vậy khi Đức Phật ở trong cái bài kinh này Ngài nói như thế, và Ngài khẳng định như thế, xác quyết như thế rồi, thì có thể nào ở một bài kinh khác Đức Phật lại nói rằng này các tỳ kheo hãy ăn phi thời đi không? Thì điều đó là không bao giờ có. Đức Phật Như Lai không bao giờ nói hai lời, không bao giờ nói một điều này rồi sau đó lại nói ngược lại, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng có thể là 100 năm sau, 1000 năm sau, 2000 năm sau, 3000 năm sau, có một vị thầy nào đấy, có một vị tổ sư, một vị đạo sư nào đấy lại nói rằng là ồ này các vị, bây giờ các vị có thể ăn phi thời, các vị có thể ăn chiều, ăn tối, không chướng ngại gì đâu, vẫn tu tập tốt. Nếu như một cái người nào đấy nói ra một cái tư tưởng như vậy, nói ra một cái lời như vậy, thì có xứng đáng là đệ tử của Đức Phật không? Thì cái vị ấy nói ra lời như vậy, có thể là do vị đó vì si mê, vì lầm lạc, vì không học lời của Phật, vì không học pháp của Phật. Chứ còn nếu như một người có được học pháp của Phật, có hiểu pháp của Phật, có tôn trọng pháp của Phật, có thực hành theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật, thì vị đó sẽ y cứ vào cái lời Phật và thực hành theo lời Phật, thì vị đó chắc chắn sẽ không làm trái với lời Phật. Đấy, vậy nên thì mình mới biết rằng pháp của Phật dạy cái, tuy cái điều đó là một cái điều có thể nhiều người cho rằng đó là nhỏ nhặt, xá gì cái chuyện nhỏ nhặt, tại sao Đức Phật cứ phải cấm đoán đoạn giải. Rất nhiều người đã từng nói nên như vậy rồi, và nhiều người không chịu chấp nhận. Nhưng Đức Phật đã nói đi, nói lại, nói những cái lời rất để cho thuyết phục mọi người, để cho mọi người phải chấp nhận cái điều ấy. Thì vì vậy cho nên đối với một cái người tu đạo, thì cái pháp không ăn phi thời, không ăn sau giờ đứng bóng, không ăn buổi chiều, buổi tối, thì đó là cái pháp được Đức Phật tuyên thuyết nhiều lần, Đức Phật giáo giới nhiều lần, Đức Phật chỉ dạy nhiều lần, Đức Phật khuyên hãy từ bỏ ăn chiều, ăn tối, ăn phi thời rất nhiều lần rồi. Vậy cho nên bây giờ có đói cố mà chịu vài hôm mà nó quen đi, cứ nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng nhiều đến con đường tu của mình, rồi mình ăn, rồi mình sẽ phải khổ vì cái ăn ấy, rồi mình sẽ phải suốt ngày đi cày, đi cấy mà ăn, có cái mà ăn, rồi phải siêng năng vào bếp, siêng năng giã gạo, rồi phải siêng năng trồng trọt, phải siêng năng làm cái này cái kia, đấy cũng từ cái ăn mà mình bận rộn như thế, rồi có thể nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí trải qua cả cuộc đời không có thời gian mà học cái lời Phật dạy, không có thời gian mà thực hành cái lời của Phật dạy, cũng chỉ vì suốt ngày cuộn quanh với cái nhà bếp, cuộn quanh với cái chuyện ăn uống mà nó khổ như vậy đấy. Vậy nên là càng sống tiện giản, càng sống tối giản, càng sống đơn giản đối với cái ăn,
đối với cái ở, đối với cái mặc được, thì người ấy càng tự tại, người ấy càng được tự do, người ấy càng dễ dàng tu tâm, người ấy càng dễ dàng giải thoát. Còn người ấy còn cầu kỳ, còn phức tạp, còn đòi hỏi cái ăn, ăn nhiều bữa, nhiều ngày, ăn phi thời, còn đòi hỏi với cái mặc, còn đòi hỏi với cái ở, cầu kỳ phức tạp như thế, thì sẽ bận rộn, sẽ năng xăng, sẽ gian nan, sẽ khổ nụy, sẽ làm tăng trưởng những cái bất thiện, và sẽ làm đoạn trừ hết những cái thiện pháp, không làm tăng trưởng được công đức, mà chỉ làm tăng trưởng thêm những cái ô nhiễm phiền não, khổ đau, trói buộc. Đấy là lý do mà mình hãy từ bỏ ăn chiều, hãy từ bỏ ăn tối, hãy từ bỏ ăn phi thời.